Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 43 phần luyện tập trung nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài số 5, trang 43 phần luyện tập trung nha. Câu số 1, đọc các số hợp phần sau đây. Giờ phần đọc số hợp phần thì dễ rồi, thầy sẽ làm luôn cho các em nha. Như vậy câu A, đây là 7,5 thì mình để là đọc 7,5 đúng không? Đọc là 7,5 nhé. Tiếp theo là 28,416 thì mình đọc là 28,416. Tiếp theo là 201,05 thì mình đọc là 201,05. Tiếp theo 0,187 thì mình đọc sẽ là 0,187 đúng không? Tiếp theo câu B, 36,2 thì mình đọc là 36,2. Giờ tiếp theo là 9,001 thì mình đọc là 9,001 hoặc là 9,001 cũng được nha. Như vậy ở đây mình sẽ có hai cách đọc là 9,001 hoặc là 9,001 cũng được nha. Tiếp theo là 84,302 thì mình đọc là 84,302 nha. Giờ tiếp theo là 0,010 thì mình đọc là 0,010 nha. Đúng không nè? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 có em nào có quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ câu số 2, viết số hợp phần. Như vậy là câu số 2 là người ta cho mình cách đọc và mình sẽ viết cái số đó gì? Ngược lại với câu số 1 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2 luôn nha. Câu A trước nè. 5 đơn vị và 7 phần 10. 5 đơn vị 7 phần 10 có nghĩa 5,7 đúng không? Giờ tiếp theo câu B, 32 đơn vị, mình viết số 32 chứ phải nè. 8/10 5%. Như vậy 8/10 viết số 8, 5% viết số 5. Như vậy có nghĩa là 32,85 nha. Giờ tiếp theo câu C, 0 đơn vị và 1%. Vì mình sẽ không đơn vị viết số 0 vậy không phải trước này. 1%. Như vậy mình có là người ta nói không nói về phần 10 thì mình hiểu là 0/10. Giờ mới đến 1% nha. Đúng không? 0 đơn vị 1%, không nói gì đến phần 10 thì có nghĩa phải là 0/10. Như vậy chỗ này sẽ là mình viết là 0,01 nha. Giờ tiếp theo câu đề, 0 đơn vị 304 phần nghìn. Giờ 0 đơn vị 304 phần nghìn có nghĩa là 0,304 nha. Đúng không? Nhờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 3, viết cái số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Giờ như vậy là mình sẽ so sánh các số, xem số nào bé nhất thì mình viết trước, đúng không? Giờ số nào bé thứ hai, bé thứ ba và cuối cùng sẽ là lớn nhất nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Như vậy mình xem số nào bé nhất. Đây là 42 phẩy 538
41,835 lần, 42,358 và 41,538. Như vậy mình so sánh các phần nguyên trước, mình thấy là 2 số 42 và 2 số 41. Như vậy 2 số 41 này sẽ nhỏ hơn nhỉ. Bây giờ mình sẽ hai cái số 41 này thì mình so sánh phần hợp phân xem. Hàng phần 10 trước nhé. Bên đây số 8, bên đây là số 5. Như vậy số 5 sẽ nhỏ hơn. Như vậy có nghĩa là 41,538 sẽ là nhỏ nhất. Tiếp theo là 41,835 là nhỏ thứ hai. Giờ còn lại là 42, mình xem hai số cùng có phần nguyên là 42. Mình xem số nào nhỏ hơn bằng cách xem đến phần 10. Bên này số 5, bên này số 3, số 3 nhỏ hơn. Như vậy có nghĩa là 42,358 sẽ nhỏ hơn. Đúng này. Và cuối cùng số lớn nhất sẽ là 42,538. Giờ như vậy là các số theo thứ tự từ bé đến lớn này. Giờ mình sẽ viết thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy 41,538 sẽ bé, sẽ là vị trước tiên. Số 2 sẽ 41,835. Tiếp theo là 42,358 và cuối cùng là 42,538. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 3. Giờ câu số 3 có em nào có quả giống hay để là bình luận phía dưới video cho hay quả bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ câu số 4 người ta kêu mình tính bằng cách thuận tiện nhé. Câu E là 36 x 45. Ở dưới là 6 x 5. Như vậy mình sẽ tách 36 này tách ra là 6 x 6 để xem để số trên số dưới giống nhau, mình sẽ cho nó chỉ tiêu biến mất nhé. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu E chứ nhé. Ba mươi sáu nhân 45. Giờ ở dưới là 65. Giờ 36 thì mình tách ra là 6 nhân 6 nha. Giờ 45 nó tách ra là 9, 5 nhân 9 nha. Mình tách làm sao cho số trên số dưới có số giống nha. Thì mình mới triệt tiêu được, đúng không? Mình thấy dưới có số 5 thì mình tách ra 45 ra là có số 5 chọn là 5 nhân 9, đúng không? Để cho nó trên dưới giống nhau. Rồi như vậy 6 trên 6 dưới biến mất, 5 trên 5 dưới biến mất. Như vậy ở trên còn là số 6 nhân 9, đúng không? Giờ 6 nhân 9 là 54 nha. Giờ tiếp theo câu B. Câu B mình sẽ làm tương tự, đúng không? Mình sẽ viết là cái đề chứ 56 nhân cho 63 9 nhân 8. Giờ 56 mình sẽ tách ra, mình thấy là 56 thì không có tách ra số 9 được, mình chỉ có thể tách ra số 8 để chỉ tiêu số 8 bên đây, đúng không? 56 sẽ là 8 nhân 7, đúng không? 8 nhân 7 bằng 56, đúng không? Giờ 63 thì mình tách ra 9 nhân 7, đúng không? Giờ 9 nhân 8 ở dưới mình viết lại. Giờ ở đây mình thấy là trên dưới có gì giống nhau nè. Số 9 giống nhau biến mất, số 8 giống nhau biến mất, còn lại là 7 nhân 7, đúng không? Như vậy 7 nhân 7 là 49 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Rồi câu số 4 có em nào có quả giống hay để lại bình luận phía dưới video cho hay bảo bạn cùng xem. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích
chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hayley, bấm nút đăng ký, bấm chuông đi xem những bài giảng mới nhất của Hayley nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.